Sau khoảng 45 phút bay, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Đón Thủ tướng tại sân bay, về phía Trung Quốc có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và một số lãnh đạo địa phương. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung cùng một số cán bộ Tổng lãnh sự quán, công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Ninh Thành Công. Cộng đồng người Việt Nam tại Nam Ninh cũng ra đón đoàn. Dự kiến trong ngày hôm nay 16 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh cùng một số trưởng đoàn các nước tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20. Hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN là một trong bốn hoạt động có ý nghĩa quan trọng được chính phủ Trung Quốc quyết định tổ chức thường niên cùng diễn đàn Bắc Ngao, diễn đàn Davos Thiên Tân và hội chợ nhập khẩu quốc tế Thượng Hải. Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Nhân dịp diễn ra hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt 20 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự hội nghị. Đây là những gương mặt rất tiêu biểu cho giới trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và văn hóa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng và đánh giá rất cao thành tích xuất sắc của các đại biểu, gửi cảm ơn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức rất thành công các nhiệm vụ được phân công trong khuôn khổ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu, đóng góp quan trọng tạo nên dấu ấn của thanh niên Việt Nam, sức trẻ Việt Nam tại hội nghị. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu và thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, khát vọng và tinh thần cống hiến để chung tay phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với tài năng, trí tuệ và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao hơn nữa trong tương lai. Cùng với tài năng, mỗi bạn trẻ phải kiên trì rèn luyện, có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm và làm việc chăm chỉ để đạt được những thành tựu mong muốn. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đại biểu thanh niên tiêu biểu khẳng định sẽ luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của Chủ tịch Quốc hội, kiên trì nỗ lực vươn lên để gặt hái được những thành tựu ý nghĩa hơn nữa, góp phần thiết thực làm rạng danh đất nước Việt Nam, sánh vai với các bạn bè Nam Châu. Tiếp tục chương trình Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sáng nay dưới sự chủ trì của ông Kama Ayemed, nghị sĩ Maroc, thành viên ban lãnh đạo diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU, hội nghị bước vào phiên thảo luận chuyên đề số 3 với nội dung thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Phiên thảo luận chuyên đề số 3 tập trung thảo luận về vai trò của các nghị viện, nghị sĩ trẻ trong việc hợp tác kỹ thuật số dựa trên quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc, phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và những cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa, tạo ra môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững. Để mà thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, thì văn hóa là một cái nhân tố đóng vai trò là hết sức quan trọng. Bởi vì đó là những cái nền văn hóa đẹp, thì khi mà có những cái sự riêng biệt so với các nước trên thế giới thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái nguồn thu hút khách du lịch tương đối là lớn. Cho rằng việc dự đoán sự phát triển của khoa học công nghệ là rất khó. Do vậy, theo các đại biểu, cần thiết phải đặt ra các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực từ sự phát triển này, đồng thời chú ý tới những vấn đề bảo tồn văn hóa và đạo đức trên không gian số. Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn những cái thách thức về bảo vệ các biểu đạt đa dạng của văn hóa, những cái thách thức về việc làm sao để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành sức mạnh mềm của các quốc gia, và đặc biệt là tất cả những câu chuyện đó phải được hiểu ở trong cái bối cảnh của không gian số, không gian mạng. Các đại biểu đề cập tới sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI và những ảnh hưởng của công cụ này đối với hoạt động của các nghị viện, qua đó cần phải có các giải pháp quản lý sự thay đổi nhanh chóng của môi trường số, cũng như tận dụng những giá trị mà AI mang lại. Công cụ hỗ trợ rất là tích cực cho hoạt động của Quốc hội hay là hỗ trợ cho người dân để tương tác tốt hơn với Quốc hội. Nhưng chúng ta cần phải có những kỹ năng hiểu biết và nhận thức cần thiết để có thể sử dụng những công cụ này một cách tích cực. Đây là những công cụ rất hiệu quả, rất là tích cực cho Quốc hội, và tôi hy vọng rằng là các nghị sĩ trẻ có thể thúc đẩy những giá trị này. Đồng thời với đó thì vẫn phải nhận thức được đầy đủ những cái rủi ro mà công cụ này có thể gây ra. Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các nghị viện về nội dung chuyển đổi số với quyền riêng tư, bảo mật, cũng như vai trò của văn hóa trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia.
Tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin trong nước khác. Trước tình trạng số ca mắc đau mắt đỏ tăng cao tại nhiều địa phương, Bộ Y tế đã đưa ra 5 khuyến cáo người dân cần thực hiện để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ. Thống kê sơ bộ của Bệnh viện Mắt Trung ương, gần đây mỗi tuần ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ đến khám, riêng tuần vừa qua là 800 ca, trong đó có một số ca biến chứng. Vì vậy, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo nhằm phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ như sau. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân. Vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, thuốc nhỏ mắt mũi thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ bệnh đau mắt đỏ. Khi mắc bệnh, người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế. Tình hình dịch bệnh bạch hầu tại Hà Giang đang có chiều hướng xấu hơn khi mà ngành y tế địa phương chưa có dấu hiệu kiểm soát được dịch. Chỉ trong ít ngày gần đây, liên tiếp phát hiện thêm ca nhiễm bạch hầu mới tại nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến chiều ngày 15 tháng 9, ghi nhận có gần 100 ca nhiễm bệnh bạch hầu tại 18 xã, thị trấn của 4 huyện là Mèo Vạc, Yên Minh và thành phố Hà Giang của tỉnh Hà Giang. Trong đó đã có 5 ca tử vong. Theo Sở Y tế tỉnh Hà Giang, hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn ở mức cao. Hiện địa phương phòng chống dịch trong điều kiện chưa có vaccine tiêm chủng mở rộng, mới chỉ điều trị bằng uống thuốc kháng sinh dự phòng cho gần 2.000 lượt người. Do địa bàn vùng cao nên nhân lực chống dịch còn hạn chế, nhiều người dân chưa ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Cá biệt, có 4 trường hợp bệnh nhân trốn viện. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn phát sinh nhiều ổ dịch mới khi năm học mới bắt đầu. Các trường ở nội trú đông, công tác phòng chống dịch còn đơn giản. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ngày 16 tháng 9 năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro của đất nước anh em Cuba xa xôi đã có một chuyến thăm lịch sử đến nơi địa đầu tuyến lửa Quảng Bình, Quảng Trị. Trong chuyến đi dù ngắn ngủi này, chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh mà người dân Việt Nam phải gánh chịu, Chủ tịch Cuba đã quyết định tặng cho Quảng Bình một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh để phục vụ nhân dân địa phương và quân nhân từ chiến trường miền Nam ra. Đây là biểu tượng của tình đoàn kết sắt son, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Cuba. Là một trong những thế hệ bác sĩ đầu tiên may mắn được làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới, bác sĩ Nguyễn Đức Hy vẫn không thể nào quên trong thời điểm khó khăn, Bệnh viện Cuba được xây dựng quy mô tại Quảng Bình. Nhờ trang thiết bị hiện đại, cùng sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia y tế Cuba, các y, bác sĩ tại đây đã được nâng cao tay nghề, cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân. Thời điểm khó khăn đó, bệnh viện ra đời là một cái ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh và các cái đồng bào ở cái tuyến 6 tuyến, vị tuyến 17. Và đồng bào cũng như các cái chiến sĩ của mình bị thương được về ở tại cái đất Đồng Hới Quảng Bình này. Hơn 40 năm qua, kể từ ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới được đưa vào sử dụng, đến nay, bệnh viện này là bệnh viện hạng 1 của Bộ Y tế với quy mô trên 1.000 giường, 44 khoa phòng. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trước bệnh viện đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam, Cuba. Người dân Cuba biết nhiều về chuyến thăm của lãnh tụ Fidel, về sự hình thành của bệnh viện. Có nhiều lần, người nhà của các bệnh nhân biết chúng tôi đến từ Cuba thì luôn nở nụ cười trên môi và kể lại câu chuyện của những năm tháng lịch sử ấy. Những khoảnh khắc đó tôi luôn rất biết ơn vì Việt Nam đã không quên sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi đã và đang tiếp tục đào tạo cái nguồn nhân lực, tăng cường cái cơ sở vật chất cũng như là đầu tư các trang thiết bị để phát triển chuyên sâu hơn nhiều cái lĩnh vực mũi nhọn để giúp cho cái công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ khó khăn trong chiến tranh, cùng nhau phát triển trong hòa bình, Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới đang tiếp tục đầu tư nguồn lực, mở rộng các danh mục kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Ngày 15 tháng 9, tại Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phối hợp với Binh chủng Hóa học và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức khai mạc triển lãm Da cam, Lương tri và Công lý.
Tại triển lãm, ban tổ chức đã giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh và hiện vật theo nhiều chủ đề về thảm họa da cam, khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, hành trình đòi công lý, những tấm gương vượt khó vươn lên, những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam dioxin. Thông qua triển lãm, nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin và đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2023. Dịp này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin với tổng trị giá gần 650 triệu đồng. Ngày 15 tháng 9, lễ khởi công dự án cửa khẩu thông minh Việt Nam-Trung Quốc đã được tổ chức tại km số 0, tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan, Trung Quốc, với sự tham dự của đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn và chính phủ nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan là cặp cửa khẩu đường bộ lớn nhất trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc, là trung tâm thương mại, đầu tư và trao đổi lớn, là chìa khóa của hệ thống logistics xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Đông Dương, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Bên cạnh việc duy trì mô hình thông quan truyền thống hiện nay thì việc xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh nhằm nâng cao hiệu suất thông quan, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng của thương nhân hai nước là rất cần thiết. Tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thiện xong đề án thí điểm cửa khẩu thông minh và đang xin ý kiến của các bộ ngành trung ương của Việt Nam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Ngoài ra, việc mở rộng các làn đường tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan, phục vụ xây dựng cửa khẩu thông minh đã được tỉnh Lạng Sơn báo cáo phân ban Việt Nam, Ủy ban Liên hợp Công tác Biên giới Đất liền Việt Nam-Trung Quốc.